À, chắc hẳn không? Đây mình chụp cho anh, chụp cho Nam Phi đi về Úc là cũng là chuyến trước đơn giản mà ăn là đủ rồi. Sometimes they move out of the way for us. You know, they know we're sailing. And how long have you trained? You need training. Yeah. 1 month. So 4 weeks of training. You can do it in Sydney or in London. But a month. And you need how fast? You have to go see the doctor, fill out a form, make sure you're not crazy. Nhiều chứ hả? 57 thành viên luôn mà. Không thành viên. Thành viên mà 57 nhưng mà ở các nước rồi tới đón rồi đi thôi, thay phiên nhau chứ không có thể tập trung vào đây được đủ được. Đúng rồi, công nhận giỏi ghê, biết hết. Biết hết trơn là mình phú không biết. Biết hết. Đây được 40 người. Chặng tiếp theo là